Minh Đạt xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến của chương trình Quán Là Yêu Đời. Ngày hôm nay Hứa Minh Đạt có mặt ở thành phố Mỹ Tho cùng hẹn hò người bạn đồng hành với mình ở đây mà đứng đợi vẫn chưa thấy. Nãy giờ người ta qua lại nhìn mình hoài, cặp mắt tò mò không biết là ngồi làm gì. Hát đi chim. Ủa anh, chờ em nãy giờ. Trời ơi, em tới sớm hơn anh, em chờ anh. Em cho chim ăn ngoài kia kìa. Cho chim gì ăn vậy? Chim sẻ. Cho chim sẻ ăn cái gì? Chim sẻ đó, ăn gạo đó, có gạo ngoài đây nè. Em có đem theo muối gạo luôn. Dạ không, em xin. Chào các nhà ở đây nè. Thủ tính xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Quán Lạ Yêu Đời. Anh biết không, trước khi đi em còn phải lên mạng, em search là những cái món đặc sản của Mỹ Tho. Mỹ Tho có gì? Mỹ Tho thì nổi tiếng nhất vẫn là hủ tiếu Mỹ Tho. Đúng rồi. Rồi với lại cháo cá lóc rau đắng. Có tín hiệu. À, vợ anh nhắn. Anh nhớ đi về sớm, chắc không phải của chương trình. Ê, của em có nhận rồi hả? Nhiệm vụ của hai bạn là phải di chuyển đến địa điểm như hình ảnh của chương trình đưa ra mà không tốn tiền. Chương trình sẽ tịch thu ví phương tiện của hai bạn. Quán điểm hẹn bằng hủ 287A, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Anh thấy này dễ mà, đi bộ. Vô đầu tiên hơi khó khăn. Chú cho con hỏi nha. Dạ, con chào chú. Dạ. Xã Trung An hả? Dạ. Rồi. Ở đây chạy thẳng ngoài nè. Đường này nó dễ hơn. Dạ. Chạy thẳng tới dưới cầu, cái cầu Rạch Miễu á. Quẹo bên tay trái, ấy bên phải. Chạy lên một khoảng nữa là tới. Dạ, cảm ơn chú. Nguyễn Văn Linh. Hay là mình đi đường thủy. Chứ hồi nãy chú chỉ hoang mang quá. Bây giờ nha em. Ê, bé đang quay phim. Bé gái. À, cho anh nhờ chút việc được không? Dạ. Em dắt người đây mà phải không? Dạ không, em có người cái lẫy. Em người cái lẫy hả? Cái lẫy là Tiền Giang cũng đây rồi. Anh có thể nhờ em quá giang, em chở anh tới đó được không? Hỏi người ta có đi xe không đã, nhiều lúc người ta cũng đi bộ, cái bà ra bà nắm tay hai mình đi chứ. Bây giờ không lẽ tống ba thính. Quá gian sao tống ba được. Em có đi chung với một người bạn rồi đúng không? Dạ đúng. Em có bao nhiêu chiếc xe? Dạ có 1 chiếc à. Trời ơi, không lẽ tấm 4. Không, mấy giờ em với bạn em đi mua thêm chiếc xe nữa được không? Có số điện thoại của hắn, mình gọi kêu người ta tới rước mình được không nhỉ? Quán mà có đưa rước. Quán nhậu như quán bar chứ. Bây giờ phải gọi liền đi để biết, hỏi đường xá. Quán giờ này chắc đang thiêu ngủ trưa. Hồi lâu anh thích nghe bài này lắm nè. Mà sao bây giờ nghe anh hồi hộp quá. Chuẩn bị vô lời bài hát nè. Ý, ý. Alo. Nghe hả? Dạ, chị cho em hỏi là mình phải quán điểm hẹn bằng hữu phải không chị? Dạ đúng rồi anh. Dạ, em có coi trên tấm hình á. Là em dạ. Em muốn tìm cái địa chỉ, em tới đó em ăn uống ủng hộ quán. Dạ cảm ơn anh. Em với lại Hữu Tính đang ở ngoài công viên Lạc Hồng nè. Mà không có phương tiện. Dạ, chị có thể nào cho người rước hai đứa em được không? Dạ, được, để em kêu từ đó ngoài rước. Dạ, ngay công viên nha chị. Ngay công viên nha chị. Nhớ em mang nón bảo hiểm hai cái. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi. Cảm ơn em nhiều nha, nãy giờ em đã tiếp chuyện anh. Cảm ơn em nhiều. Ok. Đó. Thấy mặc áo BH kìa, BH. Chào em lại chú hai anh. Chị Diễm nhờ phải không? Chị Diễm nhờ. Bằng hữu đúng không? Bằng hữu. Nào các bằng hữu ơi. Các bằng hữu. Ôm bằng hữu cái đi. Mày, vợ anh lại không thích điều này. Anh nhớ vợ. Ủa? Đây nè. Diễm rồi phải không? Dạ đúng rồi. Tính ơi,
Em làm gì xăm soi cái khăn? Em đang suy nghĩ là cái này làm cái gì nè anh. Về miền Tây là phải có khăn rặn bình thường thôi mà. À rồi, em biết cái tác dụng của nó rồi. Anh để ý là lúc mình tới giờ ở đây rất nhiều gió không? À, trong rồi. Lúc mình ăn mình hả họng này là gió vô đau bụng cho nên cái này tên anh thấy không? Em quê qua tính rồi. Em hiểu gì, em làm ơn để khăn đi. Ở đây là gì? Ở đây là Mỹ Tho. Đúng rồi. Dính cái chữ Mỹ trong đó, em hiểu không? Là phải có một cái gì đó nó hướng ngoại, một cái gì đó châu Âu nhưng mà cái cách theo kiểu miền Tây giữa mình. Đây là cái khăn ăn. Đây là cái khăn ăn của mình, em hiểu không? Đó. Là mình sẽ choàng thế này, mình ăn nó sẽ không bị rớt nhiễu gì đó. Đó là cái khăn ăn. Đúng không chị? À, em nói đúng không? Dạ. Dạ anh cho nói nha, nhưng cái khăn này không phải là khăn lau miệng ha, khăn mình bịt lạnh hết mà lại bịt mắt anh đó nha. Dạ, để anh đón món đúng không? Là bịt mắt lại để đón cái món thử thách của chương trình. Bây giờ anh sẽ đem món sẽ có quán ra thử á. Nếu mà trường hợp mà ai mà thắng được cái phần đón được cái nguyên liệu hoặc cái món tên gì á thì em sẽ cộng điểm cho mình thi đấu nấu ăn lần sau. Được, trời cái này lợi thế. Hay được. Chà, thử thách bắt đầu khó khăn. Ôi trời ơi, áp lực quá. Áp lực mà. Ăn cái gì vậy trời? Có đồ ăn chưa nè? Rồi, đã tới anh nha. Bây giờ mình hỏi nha. Đó, rồi anh cầm em nha. Thơm á. Rồi cầm tay nha, anh. Đâu? Dạ. Cầm tay hả? Dạ, dạ. Tôi nghe mùi dầu thơm vậy? Dầu thơm anh, dạ, tại là thơm lốn. Đây, đây. Ăn được chưa? Dạ, được rồi anh thử rồi. Đâu? Đây, tay đâu, tay đây, đây. Đây, đây. Ăn sao, ăn luôn cái miếng này luôn hả? Dạ, miếng luôn, ăn được rồi, dạ. Thơm á, cái này cái gì bầm bầm á. Ăn luôn hả? Dạ ăn hết luôn anh. Cái nhân của nó mới là nguyên liệu chính. Đúng rồi, dạ. Cái gì bầm thịt dạ, bầm lương bầm. Anh thấy có mùi gì lạ không? Mình có ăn được món cái lá gì đó giờ mình nghe mùi đó không? Chuối chát. Cái lá gì nó nhỏ. Em nghĩ nó cũng bự chứ không phải nhỏ anh. Hả? À, cái lá dạ. À, thôi. Dạ. Được. Rồi cho anh tính. Ngon á. Dạ. Ăn lá đi tính. Cái là nãy giờ có khi biết mà không thèm nói để đút hoài vậy luôn anh. Ủa, dạ. Yeah. Thôi mình thua đi để mình được cởi mắt, mình đâu có liệt đâu tính. Đúng rồi. Dạ. Rồi mở mắt ra nè. Rồi. Thấy xả đầu họng. Cái này rắn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời anh toàn đúng không luôn á tính. Đúng rồi, đúng phần nguyên liệu rồi đó. Mà anh nghĩ là bầm với lá gì? Lá gì? Cách. Không phải. Ừ. Gì? Lá cách anh, đúng rồi cách. Tại thường mình ăn như chung bánh xèo hoặc mình ăn dậy kho đó nên nó sẽ thơm vậy mùi thức ăn đó. Dạ. Ngon á. Dạ. Bây giờ mình nhậu thôi. Nhưng mà bây giờ chưa được luôn hả? Nấu và tự nấu ăn ha. Là làm món này luôn hả? Dạ món này luôn. Nhưng mà bây giờ mình lại thiếu lá cách nữa nên không biết thì hai mọi người ra ngoài chợ mua. Mà với điều kiện là mua sao á, mà đừng nói với chỗ hàng bán người ta biết đó là lá cách nha. Mua lá cách mà không được nói lá cách. Dạ. Được hả mà, không gì khó, đợi anh một chút xíu. Chờ anh nha. Ăn sao cực quá. Hơi thôi chút. Món ngon mà phải chịu. Rồi bà chủ đợi chút xíu nha. Rồi. Chuyện đó chuyện nhỏ mà. Dạ chào anh. Thì lá cách thì chắc chắn là hàng rau nè. Ờ chứ không lẽ mình ghé hàng đá hàng cá hàng thịt được. Bây giờ hàng rau đúng không? Rau. Liên hỏi liền. Chào cô. Cô đẹp quá ở trong tận đây không? Dạ. Dạ đây nghe em là Hữu Tính, bữa nay hai anh em con đi chợ để mua một cái đặc sản cái của miền Tây mình để mà dạ, đó. Làm rắn dạng tàu chế biến. Cô có rành về ẩm thực không? Rắn xào đi, rắn xào lanh thế nào? Dạ đúng rồi. Rắn xào cái gì giờ cô có? Nếu mà xào lanh là bị mất xả, còn có bị hương hành tây. Có luôn rồi. Cái đặc sản nữa, một cái đặc sản miền Tây mà giờ con chưa biết. Mình có thêm rau vô. Con đang không? Hoàn tất cái món đó. Rau gì nữa ta? Rau tao thấy ăn rau gì được. Một cái bầm xả. Xả. Dạ. Xả. Đúng rồi. Đúng rồi, xào xả. Mà nó có một cái này. Tức. Tức. À, đúng rồi. Ở đâu? Ở đâu? Ngoài đây. Có địa điểm rồi hả? Ở đâu cô? Bây giờ mình ra đó mình lại không nói được nữa. Em dắt chị đi, ra đó nói nghe. Bây giờ em mới không có được nói cái chữ đó, tức ghê á. Chị ra chị nói bán cho em cái thứ đó đi. Vòng vòng rồi đây quá. Đâu, ở đâu nè? Cô ăn lá cắp không vậy? Hả? Lá cắp. Trời ơi. Ở đâu bán bây giờ? Có lá cắp không? Rồi. Có luôn. Ăn qua vậy anh thật nha anh. Đó, Huy.
Trời ơi, tới nơi. Lá cách xào gắn luôn. Tới nơi luôn. Trời ơi, hay quá. Trời ơi. Ở đâu, anh bán giấy số không? Giấy số luôn. Bán cái lá này luôn. Ờ, không có bán giùm chị kia. À đây, trời ơi. Hay quá, bán giùm. Trời ơi, nổi tiếng cả chợ rồi. Hay quá. Trời ơi, cảm ơn em nhiều quá. Trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha. Đây, mình bán cái này hả chị? Dạ. Ôi, hay quá. Hồi nãy giờ chị chờ là Phước ơi, em muốn mình đặt lại đi. Đây em nè, trời nãy giờ em cũng tìm chị quá chừng luôn, tìm không biết chỗ nào bán cái lá này hết. Chị ơi, mới này chị bán nhiêu nè? Có tặng em luôn. Thôi tặng kỳ lắm, chị đã vậy rồi. Em sẽ lấy tiền của chương trình để mà gửi lại cho chị. Rồi, được gặp. Thôi được rồi, đưa rồi chị. Có lộn lá cách á. Dạ đúng rồi, em cảm ơn, chúc anh là ngày hôm nay buôn bán đắt nha. Dạ. Chúc chị lúc nào cũng trẻ đẹp cho chị. Dạ. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ trẻ. Dạ. Chương trình ơi, em tìm được lá cách rồi, em về em nấu nghe. Đi anh ơi. Hồi nãy mình đã thử thách trước á, là anh đoán đúng được nguyên liệu, còn anh này đúng được lá, hai người quề nhau. Nên bây giờ là nếu mà trường hợp muốn nấu á, là một người phải là chỉ cần nhìn anh biết nấu và bịt tai, còn anh sẽ là nghe và bịt mắt. Thì cái đó mình phải lựa chọn, phải tính tù xì đi. 1, 2, 3. Anh bịt gì nè? Vậy em sẽ bịt, chọn bịt bộ phận nào nè? Bịt tai. Bịt tai đúng không? À, anh rồi. Sẽ bịt mắt. Để, bịt lại, rồi anh nói chuyện. Em định là bịt tai hả? Dạ sao anh? Em quyết định bịt tai đúng không? Em có nghe gì đâu trời. Ok. Ổn rồi đó, không nghe gì hết. Dạ bịt mắt ra, bịt mắt đừng hí nha anh. Hôm nay em làm món gắn chung xào lá cách, chuẩn bị nguyên liệu là đi phụ theo là đường, muối. Đường, muối nè, cũng hạt ngon. Nêm, ngũ vị hương, nước tương và bột nghệ. Không có các em nhìn hình em đoán chữ được mà tính em dễ anh. Đúng rồi, nhìn hình ngon hơn anh ơi. Thiệt. Đó, anh chỉ nghe tỏi, radio thôi, còn em anh nghe không? Anh nghe giờ em hát cho anh nghe. Bạn mày đi anh nghe. Để anh nghe, để anh nghe anh làm cái gì đó hồi truyền đạt lại cho em. Một xíu muối. À, tỏi rồi nè anh, tỏi đường rồi. Dạ. Ôi ghê à. Anh không dạ. Thấy cái đó anh không chịu nói. Muối, hạt nêm, đường, dạ, ngọt, đủ vị hương. Trời sao tôi tức quá ta. Ví dụ như coi đáp anh á, coi hình mà không có tiếng thì được. Còn cái này coi nghe tiếng mà không. Bóp cho thấm gia vị vô. Dạ, gì anh? Thấm gia vị vô cho nó ngon. Thiệt tình không có con mắt. Mình cho một muỗng dầu ăn. Cho một muỗng dầu ăn vô. Để dầu sôi cho tỏi với xả băm. Để cho dầu ăn sôi với xả băm. Thấy gì không? Không thấy gì hả? Không thấy gì, kiếm chỗ ngồi đi, đứng đây chi cho bệt vậy trời. Cho tôi cái tay phone gắn vô, tôi ngồi một góc tôi nghe được không? Em không nghe gì hết, nhưng mà em mới nghe. Nghe cái gì vậy? Nghe mùi. Trời bậy rồi. Nghe mùi xào tỏi nè anh, xào tỏi đó. Anh nghe mà, anh cũng nghe mà. Tỏi thơm lắm. Tỏi xả vàng thì mình cho rắn vào xào. Tỏi với xả vàng xong là cho rắn vô xào. Chương trình dạy nấu ăn bằng radio nè. Rồi. Xả với tỏi vàng. Xả với tỏi vàng. Dạ. Anh đang làm gì anh Định? Dạ em đang xào rắn anh. Đang xào rắn. Dạ. À xả tỏi vàng xong bỏ rắn vô xào. Xào cho ráo nước. Xào cho ráo nước. Xong nằm phơi khô. Ồ xong rồi. Coi bộ em nhìn hình em làm được rồi nha. Ờ thì bởi vậy anh nghe nó không biết gì, nghe tiếng xào xèo 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 mà đâu biết gì đâu. Bởi vậy lát nữa em làm nha, lát nữa em làm nha Tính. Em có nghe gì đâu trời. Ủa bà chủ mới đi đâu mất tiêu, nãy giờ không nghe tiếng bả trời. Đây em dắt anh đi gặp bà chủ cho. Đâu đây. Đó, nói chuyện với chị đi. Làm gì đứng im nãy giờ rồi nội. Chị hát đi, nói gì vậy, ảnh đang làm gì, chị phải phụ đề cho em nghe chứ. Trời ơi, bà mắc cỡ, bà cười hoài, đừng không chịu nói chuyện với Đạt đi. Cho là siêu cắt dạ. Ừ, bắt đầu sao, dạ, là đã. Rồi, gắn chính là mình không biết ở đâu hết. Mình cho cái đĩa. Không có mắt cực thiệt. Xong rồi. Mình để một ít đồ phòng. Rồi, là thành phẩm một gói gắn chung xào lá cách. Xong rồi hả? Mở mắt ra. Trời ơi. Thấy thực hiện được không nè? Giờ mình bắt đầu nha. Hồi nãy anh nghe gì nè? Nãy anh nghe xèo 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 xèo.
Trời ơi, khó lắm, không phải dễ. Em thấy gì? À, em thấy nêm. Nêm đúng không? Em giấu, em che lại. Em không cho anh biết em nêm bao nhiêu. Trời ơi, cái gì đâu. Dung lượng thì mỗi thứ một muỗng thôi. Muỗng cà phê nè. Dễ ạt chứ gì, người ta đem lên đây là có tác dụng hết rồi. Thứ miếng thôi. Liệu cơm mà gấp mắm. Phải vậy không? Chuyên gia. Ủa, cái này có bỏ vô không ta? Gì? Anh đã nghe trộn trộn rồi, có bỏ. Tỏi với xả mà anh. Ông em ơi, anh nghe là lát nữa là phải xào tỏi với xả riêng để cho nó vàng đồ nữa nè. Cái khúc mà xèo xèo đồ đó. Dữ vậy? Ê, dữ vậy? Sao nó màu nó đẹp hả? Hồi nãy màu đẹp lắm hả? Màu đẹp anh. Thơm vô, nãy em thấy thì sao hả? Ý, bạn copy bài em. Thì nãy em thấy mà, anh đâu thấy được đâu. Tại vì em nói, à cho thêm xíu nữa màu đẹp, anh có nói khúc đó thì anh làm rồi. Khúc này là hồi nãy lúc mà anh bếp, anh lo làm là anh đâu có nói đăng gì nữa đâu. Chết rồi, chết anh rồi. Nhưng mà có nghe, đợi cho dầu nó nóng lên, xong là bỏ xả với tỏi vô nè. Ủa? Có khúc bóp chung vậy luôn hả? Tưởng mình không có con mắt là mình không biết làm nha bạn ơi. Hay vậy ta? Con gắn. Nhân chuyên nghiệp là ta để lửa khác liền. Nó đủ mùi thơm mình vớt ra. Ôi, nó đèn lùi luôn vậy anh? Rắn đó em ơi. À rồi. Chà, hồi nãy đâu có thấy, đâu có nghe khúc mà sóc chảo này đâu. Đây dạ. Cái đầu cầm. Cái đầu cầm thôi. Dạ, chuẩn bị bỏ lá cách nè. Bỏ lá cách vô hả? Nhưng mà sao biết nó chín ra nó tơi hả Diễm? Mà nó khô lại, cho nó khô lại xíu nữa. Vậy là biết nó tức là rắn tái luôn rồi. Rắn tái, rắn la cót. Rắn la cót luôn hả? Trời ơi, món bà Diễm mới chế luôn kìa. Hồi nãy ớt là người ta trong giai đoạn nêm nếm rồi bạn ơi. Vậy để riêng ai ăn thích lấy. Đấy không, bạn thì thiệp với tôi chỗ đó rồi. Không khéo léo như vợ tôi được. Coi cái vị nè, cái vị mới là cái khủng khiếp nhất nè. Rồi bây giờ đã xong rồi ha. Em mời anh qua bàn mình dùng món để em thử thước thử món hai người đem. Không, bây giờ đang sung rồi Diễm ơi, đang cho mấy dĩa ra để xào tiếp chứ. À, tôi sẽ xoán ngồi anh đỉnh luôn, tôi sẽ xuống. Phải đặt thuốc ruộng, thuốc đẩy đem bắt thêm vài con cho. Ờ vậy thôi mình đi vô đi chứ sợ bắt rắn lắm. Bây giờ có anh chủ đây, chị chủ đây thì chấm điểm giùm em hai cái dĩa hồi nãy em vừa mới làm rắn xào lá cách. À, xin phép thử cái này trước nha. Phép anh, tất cả những tấm lòng của em á, trái tim đó. Ngon này đây. Ngon đúng không? Ngon. Ngon luôn hả? Ngon luôn hả? Ngon. Ngon nha Tính. Sau đó nha, sau đó anh sẽ được ăn một thứ ngon nhất từ đó giờ anh mới ăn. Nhất hả? Nhất cái gì mà nhất? Ở đây là đỉnh rồi. Ở đây là đỉnh rồi. Em xin phép nha, em thử cái này nha. Rồi, đây là của em nha. Mới nha. Đó. Chiến này luôn. Cho em mượn cái muỗng chị đi. Đó. Ủa, sao không lấy chi? Vô nó bị trộn, nó bị trộn. À, muốn tôi xin riêng biệt. Em mới. Em riêng này vậy luôn hả? Em xúc miệng luôn không? Em xúc miệng luôn nha. Dạ, thực ra là phải đi đánh răng nữa kìa. Dạ. Trời ơi, ăn món ăn em khó vậy Tính. Nè, anh coi cái cảm nhận nè. Lần đầu tiên được ăn một món mà nó ngon đến mức mà nhưng mà tỏ hào quang con người luôn. Nó lại tỏ hào quang rồi luôn ha. Cũng giống bị chiên nãy vậy. Ngon. Ngon luôn. Nào ngon hơn, phải có cái ngon hơn anh. Đó, kìa. Có cái nhẹ. Gắn xả cách mọi người. Trời, hai cặp vợ chồng dễ thương quá. Là hương vị của anh Tính á, là sẽ có thể là nó gần, nó vừa lửa. Ừ, ok. Còn của anh Nim nó sẽ đậm đà và trang điểm đẹp. Nghĩa là hai người đều được hết, ok hết, đều bùng hết lại. À trời ơi, anh chủ gì chủ lấy lòng quá, khách khứa rồi dĩ hoài dĩ quý. Nhưng mà thật ra là em vẫn thắng đúng không? Ừ thấy chứ, anh vẫn thắng dữ. Và Tính cũng vẫn vậy. À, nè, ăn mấy này phải uống với bia rồi mới ngon ha. Trời thanh tịnh, gió mát gì mà vài ly bia vô. Hợp lý. Em ơi, lên bia đi em. Anh nói vô. Làm liền, nói làm liền anh. Nói mà làm liền. Lẹ, nhớ tao lẹ luôn. Wow. Rửa chén được nhậu anh ra lên. Trời ơi. Thôi em không biết nhậu đâu, lấy cục đá vừa đi em. Em không biết nhậu, cho anh bia chai lạnh đi em. Thời tới rồi. Trời ơi.
Tại sao có những hình ảnh lầy lội như thế? Ôi trời ơi. Một, hai, ba. Ôi trời. Chứ quay nó thêm vài món mình để mình uống mời đây nha. Ngon á. Trời ơi. Cái này là chả đùm. Cái gì đùm đùm? Chả đùm. Trứng muối do bán tự hả? Bò đùm. Em hỏi là cái cơ duyên gì mà hai anh chị lập bên cái quán mà băng hủ? Mãi là anh em. Mãi là anh em. Hai người đã gặp nhau ở trên giang hồ lúc nào? Như cũng chém lộn mấy lần. Trời trời ơi trời. Ôi mà chủ quá đáo để thôi. Một phần là do em thích buôn bán quá. Chứ giờ người nhậu cũng biết nhậu nhiều đâu. Tại em biết em thích buôn bán. Dạ kinh doanh thì nghĩ là tại vì ông xã em biết hướng đuôi nhiều hơn em á. Làm xã xây dựng cho em để em duy trì thôi. Thật sự cũng mới nhậu rồi lo lắng không biết mở nhậu được hay không, rất là sợ. Thì em nghĩ là tự nhiên đang dưới quê á, mình nghĩ là mở nhậu nó phức tạp. Mới khi mở xong rồi em nghĩ là không phải là ta nhậu vì ta mê nhậu hoặc ta ghiền nhậu, mà ta còn bạn bè giải trí giải phép rồi á, như bằng hủ đúng không? Là tức là khi mà nhậu bạn anh alo bạn anh tới nhậu á thì cũng là bạn anh rồi ha. Thứ hai là anh không biết là người đó già nhiều nữa rồi, không biết nó lớn tuổi hay là ship anh nữa thôi, chấp nhận ngồi nhậu với anh đó là người đó là bạn anh rồi đúng không? Dù anh nói anh kia là ship nhà nghèo, có phân biệt đó là không phải bạn mình nữa. Không phải nhậu thì nghĩ là như là bằng nhau hết mà thuộc bạn. Ok ok bà chủ hiểu mà. Tưởng đâu quán bằng hủ là tới đây là uống bằng cái hủ không á? Uống bằng ly. Hợp lý quá nè. Hợp lý. Vô. Làm thì là món gà nước xào mướp. Gà nước xào mướp. Có thể gọi là cúm núm anh. Món cúm núm mà. Gà nước. Gà nước là có miền Tây mới có thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ngon quá. Thôi vô các em thử giúp nè. Vô, vô đây. Vô. Vô nè. Vợ có ý tưởng mở quán nhậu, lúc đó anh cảm giác thế nào? Lúc đó cũng lo, tại vì nghĩ là vợ nhân á, chưa có cái mô hình kinh doanh này chưa làm lần nào. Rồi không biết, rồi rất, tại vì cái mô hình này nó nhạy cảm đó, rất nhiều thứ. Nên là cũng lo lắng này kia, nhưng mà thôi kệ, dám nghĩ dám làm thôi. Cứ làm đi, nghề dạy nghề, từ ngày lại mình học được nhiều thứ. Khi mình làm lại học rồi từ đó. Thì đến bây giờ cảm thấy cũng khoảng 70% vợ nhân làm được rồi, tạm ổn. Thì cái quán mình mở là cũng dễ thương quá chừng. Bằng hủ rồi tới đây là những bạn bè tới, hai ba chai thôi đó là uống cái vừa đủ mức, đủ tầm. Nãy giờ em trong quán thấy cũng công nhân viên chức người ta cũng ra vô, giấc xế chiều thôi, cũng bạn hào, bè hàng quyên rồi đó. Như thấy là... người ta hồn hởi, tới một khi là bị đồ ăn ngon. Hồi nãy vô quán á, có nhìn loáng thoáng thấy một câu thơ gì đó, không biết đó là tác giả của ai, tính nhỉ? Nếu bình thường anh em mình sẽ nói là của đàn ông à. Chính xác. Nhậu một hôm có làm sao, chơi một bữa đến nỗi nào, vui vẻ lấy đà cài suốt tháng. Một chai hai sĩ đáng là bao, không nhậu làm sao có bạn bè, không nhậu nói ai nghe, vợ ơi thông cảm đừng la nhé. Đó là với mình cửa là thắt khe. Nhưng mà anh thấy đúng không? Khi mà mình uống một vài chai bia thì nó vào cảm thấy là mình dễ nói chuyện nhau hơn. Mình dễ cởi mở nhau hơn. Vậy là tác giả câu thơ là của anh. Của anh Nhân. Vô một cái cho tác giả. Bài thơ hay quá, dí dỏm quá. Rồi công việc của anh sao? Công việc của anh thì hiện tại là đang cung cấp lương thực thực phẩm cho khu công nghiệp. Dạ. Hiện tại là công việc đó buổi sáng và buổi tối thôi. Còn ban ngày thì vợ ở nhà vừa coi quán, rồi chăm lo con cái đó, cùng nhau làm thôi. Thôi vậy là ảnh quá hay ha, ảnh chu toàn được mọi thứ. Đồng vợ đồng chồng mà, ví dụ như thấy anh ăn nôm, anh ve về cho chị dạ làm đó. Vậy đó, vậy đó. Ở nhà anh giữ con cho chị dạ đi làm, ví dụ. Mai mốt anh với dạ mà có phát triển thêm cái gì á, mà làm hết á, giao cho em phụ, em rảnh. Rồi, dạ. Vô. Xin mời đại kim tính ra. Giữ con cũng được. Giao kinh doanh gì đó đi, thì giao giữ con. Em là ông chú luôn, nhớ luôn. Là một ngày là anh em mãi mãi sẽ là anh em. Đúng tình bằng hữu là tình anh em mà. Dạ, em cảm thấy nó chill mà nó feel mà nó phê nữa. Anh em nói, anh không nói em lố nha. Sao vụ gì? Anh hay la, hay ghẹo em lắm. Ghẹo cái gì? Em đang cảm thấy rất là yêu đời. Em phấn chấn hẳn luôn. Cái giây phút này là cái giây phút em chờ đợi. Hồi sớm em cứ tưởng em bị thử thách này, thử thách kia. Em đâm lo, em lo lắng anh. Chết cha, chương trình gì thử thách em dữ vậy. Không biết cho ăn uống có ngon không mà thử thách em quá. Sau khi em được ngồi cái bàn này em thấy xứng đáng. Yêu đời hẳn anh ơi. Yêu đời đúng không? Dạ. Mình đã tới quán lạ và mình đã yêu đời. Thật sự là đây là rất món lạ nữa. Yêu đời thì uống la ru anh. Lạ ngày hôm nay là bà chủ quán là người
là người sáng lập ra một cái quán là Bằng Hữu, là một cái lạ rồi. Bây giờ vẫn món lạ rồi nữa, mình vô mình thưởng thức và mình yêu đời. Quá sát với chủ đề rồi, đến đây. Sát quá sát luôn. Sát quá sát rồi, vô. Vô rồi, mời lên luôn. Dạ thôi. Quý vị khán giả thân mến, khi tới Mỹ Tho, các bạn hãy nhớ đến ngay cái quán Bằng Thủ 287A đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Tới với cái quán lạ này gặp ông chủ bà chủ sẽ chắc chắn yêu đời. Nhưng mà có một cái đặc cách, khi nào quý vị khán giả xem chương trình này rồi, thấy được Hứa Minh Đạt và Hữu Tính đã làm được cái món là rắn xào xả lá cách. Xả lá cách. Tới đây kêu cái dĩa rắn xào xả cách và nói cái password là Hứa Minh Đạt và Hữu Tính là sẽ được miễn phí chai bia La Rue. Rồi sau một cái chầu gọi là ăn uống sương này này đó, thì ngày hôm sau chúng ta lại có đầy đủ sức khỏe, chúng ta lại tiếp tục làm việc. Và hẹn tất cả quý vị thân mến vào số sau của chương trình Quán Lạ Yêu Đời nha. Bye bye.